Đây núi bắt ong bằng bằng tay không ở chằn luôn bạn. Núi chơi bảo hiểm luôn nè. Nhá. Đi lấy đất là biết chơi không? Ém cái miệng hang của nó nè bạn. Bạn coi nha bạn. Két mặt đừng có thấy con mình là ai luôn đó. Để trong khi nó thọt cái cọng dây này vô là cho mặt nó chảy ra chai các bạn. Rồi để đây, là trước mắt núi chơi mạo hiểm núi ém cái miệng hang nó các bạn. Giơ tay này. Đó, một cái. Đó, hai cái. Đó, còn cái này đi rửa tay các bạn, đi rửa tay. Dừng. Còn thêm cái nữa. Nó tới ba hang lận. Còn hang này lấy cái chai thọt vô. Còn hai hang bên kia nữa làm chi? Bên này đâu? Ủa có luôn hả? Rồi. Cục đất bỏ đâu rồi, mất tiêu rồi. Không có chèo đâu. Cục đất mới dục đây mà. Đó. Đó, mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Quánh luôn, bỏ kim luôn. Giữ thiệt. Quánh bỏ kim luôn. Chơi còn hơn ông mặt nữa. Mày hả bưởi. Rồi, còn một hang, còn một hang. Còn một hang chưa lại. Cái hang này chưa lại. Đi rửa tay cái. Từ nha. Đó. Vô, im. Im quá rồi. Mấy con về. Ơ chạy vô con trai, con phải con ra thôi. Cho vô đây. Ủng quá trời mặt luôn rồi. Đụng có mặt rồi. Đâu chưa. Thiệt anh hai đây là đâm thử nè, anh hai đụng đâm thử thiệt. Nó không có sao đâu. Trời, đừng có báo. Anh hai vô cục mặt luôn nè. Nè, thấy không? Ôi ra ngoài rồi. Đủ. Dữ quá. Biết rồi. Biết rồi. Đau quá. Chết vô tay rồi. Giao bộ khòm lấy cái miệng hút thử coi. Rồi dính cửa luôn. Ôi. Thôi bỏ chạy đi. À, không được.